Nua mai làm cho anh clip Jambo và Khôi Mõm rủ kèo đá FIFA 2 vs 2 và cái kết nhá. Bô béo đâu nhỉ? Mày Anh hãy được tìm nộp một mạng đối hay thủ sao thật xứng tầm để đá với tao và thằng Ben. Ai em Vinh Khôi phục thủ. Được. Mày chơi với thằng luôn Khôi. Chơi luôn. Bữa xua xác nút mạnh trai. Được, nếu như mày muốn cái chết. Vào đi. Ok anh. Thầy vào ơi, luôn. Lấy cái tay đâu. Thầy ơi, đây rồi. Lỗi rồi, không bắt đầu được. Gì vậy? Là tăng thu nhập thế nào? Ui mẹ, bọn nó phun lương luôn ạ. À, build đội hình rồi. Chắc là build counter nên mình ạ. À. Không được rồi, không bắt đầu được trận đấu. Okay. Anh bỏ sẵn sàng cái xem nào. Kéo nghỉ được tài đâu, nào mẹ vô, rồi. Vô cứu em cái. Được rồi. Phải ăn nõi rồi. Được rồi. Ê, tinh thần đang lên. Đúng rồi. Vào trận này luôn là thắng anh chấn được đó. Ăn luôn đó. Này luôn là thắng đấy. Bắt đầu được ta. Ronaldo, Casemiro, Vinicius. Có ai live stream không nhỉ? Đội mình mạnh, bố em đội mình có Salah đâu. Tập trung mà. Chết được. Ăn luôn. Live stream cho mấy đằng kia cả, Trực tiếp bạn ơi. Ăn luôn này. Vào nè. Mày còn Blast à, anh có thấy không? Thấy rồi, từ từ đợi bên kia xong đã. Hôm nay mày cuồng nhiệt vậy mày. Ơi, nay tinh thần mới lên. Tao like hơi giật thôi, tại vì tao đang like cả hai nguồn. Ok chưa? Rồi. Lồng đây, vô chưa? Rồi, vào đây. Vô, bắt đầu lại. Kiểm soát. Đây nè. Kìa, xoát. Ăn luôn. Hay lên. Đây, dẫn khỏi dưới. Đúng. Đây nè. Này. Em, khóa chạy nè, anh thấy không? Ấy là. Đúng. À, khóa chạy nè. Ấy giời ơi. Đây. Ấy. Ôi giời, bấm ra. Gung. Anh kìa. Lên, đẹp này. Chọc lên. Hay rồi em ơi. Anh kìa. Tôi bên vị. Ôi hay. Cầm xuống dưới. Con. Bắn mà, hợp lý. Kìa đấy. Đánh luôn. Đánh luôn. Về đâu? Ai ơi, em vô. Kệ mày mày. Vào đấy. Vào đây mày đấy. Vào đấy. Anh đang trong anh coi. Trong anh người. Trong hết rồi. Nhẹ thế nhở? Rồi sầu đi. Đây là lấy dưới này. Quá tạt như thế này chưa làm khó được thủ môn của chúng tôi. Đây. Đâu? Khó quá. Dài luôn rồi. Hơi khó. Không sao. Hay rồi. Từ từ. Ok, Ben. Ok, em chơi rồi. Trời ơi, đánh đâu em Ben ơi. Anh bắt luôn em ơi. Đấy, tao còn. Ok, anh ơi. Anh ơi. Lên này. Chạy này. Đuổi theo này. Em vào. Chạy nào. Vô đây. Hết lực rồi đây. Tao đã bảo hết lực rồi. Không sao, ui ôi, tí hay. Rất là bình tĩnh nhá. Rồi, rất là bình tĩnh nhá. Anh vô. Thoải mái. Đúng rồi. Ok, đây. Sao thế nhỉ? Em nè. Sao nhân? Anh nè. Anh bùi. Không sao bé rồi, anh kèm chơi rồi, bé rồi. Làm gì? Ui. Mẹ một lốp nhá, sạc cầu dọc rồi. Đâu, chưa chạm. Còn luôn. Còn đấu. Ơi, anh em ơi, bứt đi, bứt. Không gì, ui, mẹ em phải lốc chứ. Chạy tôi đi. Bình tĩnh anh. Treo cái cổng là được. Không có chuyển tiền cho người ta, ơi. Góc nhìn nó gì kì à, nơi góc nhìn nó bị gì rồi. Biết sao vậy? Bấm nút gì vậy anh? Góc nhìn em nó làm sao ấy? Từ từ, đợi tí nha. Em 5m6, em 7m nào được không? 7, 1, 8, 9. Ok chưa? Tập trung vào Ben. Thế thì đấu có nhiều vấn đề đấy. mày bấm gì đây? Tập trung anh Khôi, tự dưng hoài 1-0 bây giờ. Không, yên tâm, qua cái mình. Gần chơi anh.
trận đấu. Thoải mái luôn, hết rồi đấy. Vào hết, hết. Hết, hết chặt, không còn cái gì cả, hết con đường gì cả. Lên ra nè. Rồi, ok. Ơi, đánh cái ngã kìa, tự ngã kìa. Hết. Ôi giời ơi. Hay rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi. Hay. Nhẹ quá, không sao. Okay. Ôi trời ơi. Hay quá em ơi. Mạng ra mút lên hơi cao rồi nhá. Cẩn thận đấy. Nó phản công chậm đấy. Hay. Cắt xinh luôn. Hay quá, tự xử lý luôn. Ok à. Duyên, đây rồi. Mẹ sao đéo chuyển lên trên nhá. Trời ơi. Lên luôn phản công. Hay. Đây đây, bắt được. Lỗi anh. Anh xin lỗi bé đây. Hay. Ui giời ơi. Hất lực rồi. Hay. Sao mệt lắm rồi. Chuyền gần này. Ok này. Cần đâu. Trời ơi. Tí nữa thì xà. Tí thì lừa được người ta rồi. Hay cái thôi. Hay. Bắt luôn. Hay. Đẩy luôn. Đánh ra. Ui. Ui. Quả đấy bỏng lên ngon rồi. Bỏng lên anh ơi. Ok à. Chuyển vội quá, từ từ cầm lại. Ok rồi. Vô, ăn vô ấy. Ăn vô ấy. Đây rồi. Trời ơi. Hai bóng phải đối mềm, hay quá bạn ơi. Đối mềm. Trời ơi. Không sao. Thay người, hết lực rồi. Trời ơi, hai cơ hội anh coi ơi. Tiếc quá. Ai cơ hội rồi. Quả đó em lừa. Hay luôn, lên luôn cơ hội cuối. Đây. Ok, dẫn xuyên chứ được kìa. Kèm vô anh. Em ơi. Đúng rồi. Anh coi. Không sao đây. Càng đấy. Hay quá em ơi. À, để nó lọt quả vớ vẩn thế nhở. Cái này đủ giá mai cùng. Mày phút cuối luôn ạ. Đưa anh ba đây. Không sao. Kỹ lại tí cái nó ấy kìa. Hai bạn ơi. Không sao. Đây em bé. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại anh ơi. Hết người kìa anh ơi. Ôi trời ơi. Quá luôn. Ấy. Bảo gần lấy bóng em ơi. Đây em ơi. Chuyển về được. Về luôn cũng được anh. Em luôn này, không phải về. Đúng rồi. Chọc về. Chồng đấy. Ui, việc gì rồi đây. Hay rồi. Đừng nào. Bình tĩnh này. Ok à. Ui, mày vãi cứt thật đấy. Ôi giời, một lớp. Mẹ bố ơi. Bình tĩnh lại thôi, bình tĩnh. Mình vào bóng em thầy. Bình tĩnh lại. Cướp được ăn luôn này, bố ơi. Viên vị rồi. Cái nào? Ui, này. Lên. Hết rồi. Lên đây. Ui. Vẫn còn người dưới. Chắc chiêu anh ơi. Đấy. Đấy anh ra. Đi mẹ á, đẩy bóng. Bình tĩnh. Ok. Hay. Anh dạ, chạy vậy. Đổi em. Sao em ơi? Về. Từ. Ok. Đi hâm á. Trời ơi. Mày nhảy số quá. Một tin. Thịt tay các bố ơi. Thịt mẹ hai bàn cuối giờ luôn ạ. Bình tĩnh. Hay quá em bùi. Để em chỉnh thêm cho ba chỉ. Quả cuối em đã bình tĩnh quá bùi ạ.
thể đẳng cấp trong những tình huống phản công. Yes. Chuyển chuyển sân luôn nè. Chuyển chưa? Chuyển sân đi, chuyển sân đi. Anh xíu này chưa? Quái, quá cảm xúc. À, đi đá phát đá được đi nhá. Không thua được anh ạ, không thể thua được. Đá rồi anh mà. Ok, ok. Đấy rồi, đấy rồi, mình ngon rồi bố ơi. Mình có chiến thắng đầu tay đã bố ơi. Yes sir. Yeah. Đội mình đá kiên cường quá nhờ. Chết. Ông mình gỡ được cái phút cuối 90 ấy anh. Anh độ đá sáng á, đá sáng hơn ngay từ đầu. À, tinh thần mình lên ngay đúng không? Đúng, đúng. Đạp nó 3-0 bây giờ đó. Ngày hôm nay nó khác các bạn ạ. Chưa khác mà. Nhiều đấy. Chắc chiêu lên đầu anh, chắc chiêu đi. À là mà rớt. Đừng vung chân nữa. Đây rồi, vào bố ơi, một trận nữa thôi. Một trận okay nữa rồi. Gỡ này, gỡ là những gì làm được đâu ấy, làm được. Đúng rồi ạ. Tháng trước là tao top donate anh độ đấy. Như nào? Tháng này anh em phải gỡ đúng không? Đúng, đúng, đúng. Mày vào đi anh, vào đi anh. Anh ở trên, anh phải bắt trên, cũng bỏ. Em bắt dưới nữa này, Cái gì đây? Mẹ, dạo này ăn thì khỏe vậy. Ok, ném vội đấy. Ủa, hay, hay. Chắc chiêu, anh đâu ơi. Dưới á, Rồi lên, lên, giữa kìa. Đây, đây, em thấy. Em thấy. Anh bắt luôn rồi. Anh này. Ok. Ôi giời ơi. À, quả này mà còn trượt thì ban. À, luôn rồi đấy. Không sao anh thôi. Không sao anh thôi. Hay rồi, Hết giờ rồi em ơi. Mình đứng cuối này, đứng nút đi. Vào trong, Tạt đấy. Tạt được. Đừng mạnh thế, nhẹ thôi. Tạt hơi mạnh nên hơi sâu, Hay rồi, không sao, mình có bài á. Con này. Ôi ơi. Anh cứ nói từ từ, mình phải quay sát ra. Quay sát, nó tung cây. Đập lại em ơi, giúp ngủ đối phương. Ở kìa, anh ngủ rồi à. Lên lại, từ từ nhé. Em chưa quay sát ở đâu ạ, em chưa quay sát. Vào là được. Anh đánh đấu. Ui Chết anh. Hay. Nhìn đồ chạy đi, chạy hết đi. Hết rồi. Kèm vô anh. Kèm vô hết rồi. Kèm vô. Cứ sát vào. Hay. Đi. Tiếng nào vẫn thế nhở. Ai quá bộ ơi. Hay anh ơi. Yes. Không sao. Bô xúc và quyết đoán thế nhở. Úc lù ra anh. Cháy lưới á, quả cháy lưới. Sao không sao, mới một đều mà. Đó, đá hiệp phụ đi cho nó dễ thở. Thế là mình phải thay người đúng không? Mình phải thay người. Phải hà vớt mới đá được anh ơi. Hà vớt. Bình tĩnh lên. Kèm phải sát vào. Rồi. Không sao, ta đuổi đi anh bắt đây cho. Trời ơi. Hay, anh coi lỗi em lên. Hay rồi, không sao, kẹp nước. Cái gì anh đâu? Ơi, chuyện okay. Hay. Này, em này, giữa có em ơi. Anh nè, kìa. Gì đấy? Cái gì đây? Ủa, dược gì? Dược gì? Dược tính nha. Ok, dược gì? Tính cọc gánh. Cái gì đây? Trời ơi, anh tôi. Mẹ, mà ghê ngu thế nhờ. Kèm luôn đấy. Hay. Anh đấy, một mình anh thôi đấy. Không sao anh. Đánh anh luôn.
Ở hiệp phút 2 anh em ơi, hiệp phút lại ăn. Phút cuối nhá, phút cuối nhá. Ôi sao đá bay lên tay anh đậu đùng lắm. Ôi sừng anh. Ôi trời ơi. Đấy. Chết này, tầm bay đây, tầm bị. Lôi anh, lôi anh, lôi anh. Không sao, không sao, không sao, không sao cả. Nào bét. Tập trung anh đội, tập trung, tập trung, tập trung. Tập dưới, dưới, làm gì đi, làm gì đi. Đúng rồi. Bét. Đây rồi. Ôi. Nào, 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 đừng để tấn vậy nha bét. Không sao, không sao. Không sao, không sao. Sao ra bố ơi. Bình này, bình tĩnh này, bình tĩnh, dê vào trong một chuyền. À, anh ra lấy, anh ra xin này. Bình tĩnh thế kìa. Trọng tài này ở gần nhà anh đội sao ấy nhỉ? Bình tĩnh đấy. Trọng tài như là cái bác đầu ngõ sao? Thổi bội thế. Mà mình ép sân hơn thật. Ê, mình đã liên tục luôn ấy. Không sao. À, chính ra quả cuối anh phải tạt vào luôn rồi bôi nhờ. Anh băm luôn á, phân dân gì ví dụ. Mình thắng trước trận rồi đúng không anh? Tạt vào. May á, mình đánh đầu mình vô đó, mình quay luôn, còn không thì thôi. Rồi đây. Không sao, không sao, mới hòa, mới hòa bôi. Bình tĩnh tự tin ăn này. Tạt rồi, xong chưa, xong chưa? Xong, 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 xong. Nóng ở đây, đây, nóng. Ra luôn anh ơi. Lên luôn bôi. Đây. Ờ, lại đập về em. Em lại tìm về đấy. Cái này mình lại đá chậm nữa. À. Lại giúp ngủ à? Đổi chiến thuật. Đấy. Ôi trời. Mày bị nó đi. Ok, mình cứ đá như nãy thôi, coi ơi, không cần chậm đâu. Ok. Ok, ok, tập trung, tập trung. Ok á. Hết luôn. Sao rồi? Lên trên bắn. Sao không sao, mình đổi cánh mà, thì kêu đổi cánh của em. Đúng rồi. Đây rồi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Đã đồng hết. Rồi, đây. Giữa, giữa, giữa kìa. Hay rồi bạn ơi. Trời ơi bạn. Ui. Em xúc ở đấy vội thế. Em vội rồi. Em có nhiều thời gian mà. Không sao, không sao bùi. Em tưởng mình đi lên. Đây, đây, đây. Biết tưởng là có đó. Hay kìa. Không sao, không sao. Anh bắt tại chỗ này. Hay, hay bùi. Không sao. Hết rồi, hết rồi bố, hết rồi. Ôi, hay quá. Hay quá. Đi. Ôi, một trăm là một lớp rồi, là một lớp rồi, là một lớp rồi. Một lớp sao vậy? Anh nghe, nguy hiểm anh ơi. Để mà phá phan ơi, phối hợp nét vãi luôn đấy bên ạ. Nét của anh. Cái gì Lazada cái kiểu. Ôi sao. Ui trời ơi, hay cái đéo hay. Gì, làm cái đéo gì. Ủa. Ui, khó anh ơi, khép góc rồi. Hết đường rồi. Khép góc rồi ơi. Khó, khó, khó. Á à, tạm đi cho thở tí em. Ô trưởng quả nét đấy. Bố, 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 bố. Ai bố ơi, vào trong. Kèm đằng trên, kèm đằng trên cho anh. Ai rồi. Ui sâu, ui. Ô quá sâu quá luôn. Đánh luôn, đánh luôn. Vô, ăn vô, ăn vô đi, ăn vô đi. Tập hết rồi, họ hết rồi, họ hết rồi. Chân nè. Rồi đây, anh theo, anh theo, anh theo, hết rồi. Vô, vô, ăn vô, ăn vô, ăn vô, ăn vô, ăn vô. Ok, thoải mái, ừ, thoải mái, thoải mái. Anh hết mà. Ờ, hết. Ờ kìa, sao được không? Hết rồi. Ê, ờ, hết. Ôi, dịch vậy rồi. Chạm bắt là dịch vậy nha. Ôi. Chân dài thế nhờ. Chân dài. Quay được, quay được hết rồi. Khó quá, đúng rồi, đúng rồi. Hay, hay, hay. Càng hãi. Đội hình nó ra. Hay á, hay á, bố ơi. Hai ra, vô. Havertz của em đâu rồi, anh coi. Từ, từ, từ. Phút, phút 70, Havertz vào sân nhá. Giờ vào tầm này sớm quá, bạn. Từ. Em vô này, em vô này, em vô này, em vô này. Bôi rối, chạy kìa, thấy. Vào trong đi kìa, vào trong đi. Hay, thấy, 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 thấy. Thấy gần này. Thấy kìa. Đây rồi. Ôi trời ơi. Hay bé ơi, bế anh lên bắt. Bế anh lên. Rùa thật sự đấy. Sao lại rùa? Tôi là rùa thế đéo nào. Bấm ra ngoài đâm vào trong nhỉ. Rùa là rùa thế nào không nhỉ. Hà vớt đâu anh ơi, Hà vớt đâu. Hà vớt vào đây, Hà vớt vào đây. Hay rồi, hay rồi, hay rồi.
đen rồi, đen em ơi. Đen, đen, đen. Ui. Nhưng mà nãy em kìa anh là đẹp hơn đấy. Đó, suốt quả đấy hợp lý rồi. Hết xui mà. Vô này, vô này, vô này. Không sao, làm vô lại, nào, làm vô lại. Vô nè, làm lại nào. Từ từ bôi. Ồ, mèo. Khó chị. Ok, ok, ok. Ui. Trời ơi, thôi vậy nó không phục anh coi ơi. Hay rồi em ơi, không sao, vẫn còn bóng mà đã thua đâu. Chưa hết rồi em ơi. Ủa, ôi, ơi, khó quá. Anh theo. Em muốn đấu ấy. Không sao. Anh. Ôi rồi. Gì đây? Cái gì đây nó? Lên, kìm ông, kìm ông. Rồi Ben. Ôi anh coi ơi. Không kìa, lúc đấy anh cuống quá, nó thật thì mà hiệu quả là anh cuống quá đấy. Đéo kịp quan sát luôn ấy. Này. Trời ơi. À, trận căng quá. Nhưng mà có tiền bạn ạ. Của em. Sao ấy nhở vô nhở? Ơi, thề. Nó cứ không phục kiểu gì nhở. Nó sao may mắn à? Cứ một nho. Thua năm nho nó không có tức anh à. Hôm nay đổi mạnh phết đấy. Đối mạnh. Uầy, nhưng mà anh em trừ được tận 3 quả cọc hay sao á? Mày một thẻ vàng là trừ 2 lốp. Đúng trừ, không? Trừ 2 cọc. Là mỗi thằng donate bọn tao 4 lốp. Đúng rồi. Ok nhá. Hình nè. Có tiền rồi. Uầy, thế nhờ. Buồn nào muốn. Anh coi cung gấp lúa vậy, có khi giàu anh mua nè. Điểm thế nhờ. Em đồ đét cho anh Đậu nhá. Đồ đét cho anh Ben. Ok nhá, anh xin bé bồ nhá. Ok, thì anh đồ đét cho Ben nhá. Anh xin bé khôi nhá. Cày thế nhờ. Cày thế nhờ.